Chào các bạn, sau đây cô Hoàng Vân sẽ hướng dẫn cho các bạn chương trình thi ABSM Grade 2 đối với phần gam nhé. Chúng ta sẽ thi ở các loại gam liền bậc là gam son trưởng, pha trưởng, la thứ, rê thứ là 2 quãng 8, 2 tay. Thế còn gam rê trưởng, la trưởng, mi thứ, son thứ thì chúng ta sẽ chơi từng tay. Đối với phần gam tách ngược của gam đô trưởng, chúng ta sẽ thực hành trên 2 quãng 8, 2 tay. Còn gam chromatic thì chúng ta chỉ cần thực hành từng tay ở một quãng thôi. Và cuối cùng là phần gam giải thì chúng ta sẽ được cô hướng dẫn 4 loại gam là rê trưởng, la trưởng, mi thứ và son thứ. Chúng ta sẽ chơi từng tay trên 2 quãng 8. Thế còn tốc độ thì ở phần gam liền bậc chúng ta sẽ cần phải luyện với máy đo nhịp cho đều ở tempo 66. Còn ở phần gam giải thì chúng ta sẽ luyện với tempo 63. Đó là tổng quan của phần thi ABSM Grade 2 chương trình gam. Bây giờ thì cô sẽ đi chi tiết từng gam một nhé.